Một cách quy đồng mẫu số các phân số a, khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau, lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai. Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất. Ví dụ, quy đồng mẫu số hai phân số